Mến chào anh chị đến với kênh của mình là Nông Dân TV. Đấy, thì đây là chạy bò của anh Vân Nguyễn. Thì lô bò mới vừa thật thì đây quay lên để đăng lên kênh đó để quý bà con tham khảo. Thì cái lô bò này phải nói là lô bò độ VIP nha. Bò kem ấy, mông đuôi con nào cũng rất là lớn và đòn thì rất là dài. Thì bò này lỡ rồi. Giờ thì chủ trại sẽ báo giá để quý bà con tham khảo lô bò này. Trại thì lúc nào cũng có bò số lượng lớn. Đó thì bà con xem qua cái clip này thì có nhu cầu thì liên hệ với anh. Đây chạy bò Vinh Nguyễn mới gì à, bò kem độ kem đẹp à, mà con anh em cô bác anh chị nào cần liên hệ liền mới về luôn nè, quay liền cho bà con luôn đặng lên kênh nha. Đủ quá trơn, từ 25 tới 30 triệu con. Này bò lứa tầm khoảng mét ba rồi, mét ba hơn mét ba rồi, quá trời đẹp luôn. Bò độ trời nguyên cái lô rồi, quá trời đẹp. Đây quay từ con cho anh em bà con coi nha. Đây. Đây đây, chân móng coi nè. Quá trời nó mềm. Xem này mặt đẹp hết biết. Xem sừng nó hồng luôn. Lứa bò luôn, nằm mét ba bò rồi. Con này 32 triệu nha. Lứa ba bò. Con này mét 25. Đùi đít xương sóc hết biết luôn. Ôi ơi cái đùi. Con này 30 triệu. Này 30 triệu nha. Rồi, con cái bên này 30 triệu luôn. Nằm một mét 25 luôn. Quá trời cái đít. Ôi cái đít cái này. Đây, có nhiều ba con kem xám độc nhất vô nhị, ba con xem kem xám lứa một cỡ một luôn. Cái này bà cũng 30 triệu con kem xám luôn. Quá trời con kem xám này, cái mặt nó cục. Đít hết biết cái đít cái xương sóc luôn. Ôi ôi. Đây ba con kem xám này 30 triệu con luôn nha. Quá trời cái đít kem xám. Đây quay lại từ con cho bà con coi nè. Ai cần liên hệ liền. Năm nay gần thước ba bò rồi. Quá trời đẹp luôn. Ba con kem xám nè, 30 triệu con. Xương sóc rồi. Đây, con kem xám, con kem một cặp kép vàng này cũng 30 triệu con luôn. Là một thước 25 bò rồi. Bò này trên 100 kg thịt rồi. Lứa bò rồi, nằm khoảng 9 tháng bò rồi. Đây còn một cặp kem độ. Cặp kem này kem đổ kem làm nọc mới gì. Đây nằm khoảng một thước 35. Xương sóc rồi. Cặp này 72 triệu nha. Cặp này 72 triệu. Rồi anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại liền của cha chạy bò Vinh Nguyễn.